Kính chào quý cô chú anh chị quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay sẽ là một chương trình góc thanh lý hàng cả nhà. Và một lô giỏ siêu nộ hàng bên em là vừa chơi Tết, vừa lấy bao, vừa làm giống. Và đặc biệt siêu siêu nộ luôn. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý với chúng ta và giảm giá đặc biệt 125.000 giảm còn 100.000 thôi cả nhà. Và cây ngày hôm nay phải nói rất là to và rất là bự. Trời ơi, nụ coi nè. Đó, mọi người coi nụ nó y như là trời ơi coi nè. Đó, em xay nụ cho cả nhà mình xem nha. Đó, nụ rất là dữ và lô này đế cũng đẹp nha. Đế cũng rất là đẹp. Đó, cây lùn liền nụ. Ồ ôi, cây nào cây nấy thôi, nụ quá trời luôn. Rồi, xuống coi nguyên một lô ở dưới này luôn đây. Nè, trời ơi, coi nè. Nụ nè cả nhà. Đó, ngày hôm nay em giảm giá cho khách hàng nha. 125 em giảm còn 100 ha. Nếu chúng ta lấy 5 cây bên em bao ship nha. Và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Ở lô này ngày hôm nay còn rất là đẹp luôn. Đó, hàng thì hôm nay thì cũng đã là tháng 10 rồi cả nhà, cũng chuẩn bị còn có tầm khoảng 2 tháng mấy nữa là Tết đây ha. Rồi bây giờ lô bên này em xả hàng cho chúng ta luôn. Thì hàng bên đây bây giờ em xả còn 70.000 luôn cả nhà. Đó, 70.000. Lô này thì nút nụ thì nó sẽ nhỏ hơn cái kia nha. Cái này có sao nói chang vậy nha cả nhà. Đó, cái này là 70.000 nè. 5 cây thì chúng ta cũng được bao ship nha. Đó. Rồi nếu mà ai mua 10 cây thì em sẽ tặng cho chúng ta nửa ký phần tạo nụ ha. Giờ chúng ta kích nụ vào thêm. Rồi, cây như thế này là 70.000 nha mấy anh chị ơi. Đó, 5 cây bao ship và 10 cây thì sẽ tặng cho chúng ta nửa ký phần tạo nụ ha. Rồi, đó, đây là hàng siêu nụ nha cả nhà. Tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Đó, cái lô này thì nụ cũng nhiều lắm nhưng mà chủ yếu chúng ta làm giống thôi. Một chơi Tết thì chắc cũng được một số hoa thôi cả nhà. Đây nút nụ ha. Đây là 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Đó, của nó là màu đỏ như thế này. Đó rồi, lô này ngày hôm nay em bán với giá là 100.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship và đặc biệt lô này có rễ hình trái bí nữa nè. Đó, đây là cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha cả nhà. Và tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng giảo nhung thơm bông chùm, một giống mai rất là thơm và đã uống dáng long nha. Loại này em bán chúng ta 80.000 thôi nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là hàng bạch mai. À, đây gọi là bạch mai siêu nụ nha. Nụ nhiều lắm cả nhà. Có hàng tạo nụ kim rất là nhiều luôn ha. Rồi lô này thì cao khoảng 1 gang tay em thôi. À, em để giá là 100.000 nha. Nếu này 3 cây lại bao ship nha cả nhà. Wow! Rồi, băng qua đây luôn. Rồi, hàng bên đây sẽ là hàng cúc tỉ muội nha. Cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Rồi lô này thì cây nó về nè cả nhà, bự lắm, cao lắm. Nói chung mấy cái này chủ yếu làm giống thôi ha, chứ không có chơi Tết được nha. Nó một ít nụ ở dưới thôi. Đế thì đế đẹp nha. À, đế đẹp. Đây là hàng cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau nha cả nhà. Thì loại này em bán giá 100.000 một cây nha. 3 cây em bao ship. Ở bên này có cái cây gì nó có hoa đẹp quá vậy ta. Ôi nó nở quá trời đi luôn nè. Hoa hồng thanh tú. Đây, hoa hồng thanh tú nha. Rồi nở bị trời mưa bị rụng rồi cả nhà ơi. Ủa hoa thơm lắm nha cả nhà, đọt đỏ nha. Loại này chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá nè. Rồi loại này em bán 100.000 nha cả nhà. 3 cây em bao ship nha. Những cái loại này là toàn là những cái hàng mai giống nha cả nhà. Và tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng giảo Phú Tân. Đó, loại như thế này em bán 80.000 nha. 5 cây thì chúng ta được bao ship luôn. Rồi, hàng bên đây cúc cam hay còn gọi là hồng mai. Rồi, loại này em bán cho chúng ta giá là 100.000 nha cả nhà. Đế rất là đẹp, lô này đế rất là đẹp luôn nha. Chiều cao tầm khoảng 40-50. Rồi, giá là 100.000 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, nếu ai thích loại mai giống nào thì xin hãy alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.